một vụ cháy tại nhà dân tại xã Hồng Thái, huyện An Dương. Rất may không có thiệt hại về người. Tòa án Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quy định đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tuyền. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản ghi nhận những tín hiệu tích cực về thu hút vốn đầu tư và số doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã rót gần 1,98 tỷ đô la Mỹ vào ngành kinh doanh bất động sản, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đầu tư mới duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ, kể cả về số dự án và vốn đầu tư. Có 1.227 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, có 440 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 2,08 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,7% so với cùng kỳ. Ngành bất động sản còn ghi nhận 5 tháng đầu năm, cả nước có 1.782 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, bằng hơn 102% so với cùng kỳ năm 2023. Các đơn vị địa phương của thành phố đang vận động người lĩnh lương hưu và bảo trợ xã hội qua thẻ ATM nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan bưu điện phối hợp với lực lượng công an thành lập các tổ công tác rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu người hưởng lương hưu, các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các ngân hàng thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích đến từng người hưởng lương hưu các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thanh toán không dùng tiền mặt. Tập trung tuyên truyền về hiệu quả lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt. Chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp, 17 tháng 7 năm 2024. Vừa qua, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố phối hợp với huyện đoàn Vĩnh Bảo tổ chức khánh thành công trình thanh niên, khu vui chơi thể thao cho thanh thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn 10 Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Công trình có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng là món quà ý nghĩa thiết thực cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo trong dịp hè, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đã đi qua, nhưng những hình ảnh thân thương về những đoàn viên thanh niên tình nguyện có mặt tại khắp các điểm thi trên địa bàn thành phố để hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh đã trở thành những hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Từ nhiều năm nay, hoạt động tiếp sức mùa thi đã trở thành chiến dịch quen thuộc, có sức lan tỏa rộng rãi. Để tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự kỳ thi quan trọng này, đoàn thanh niên đã thành lập đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi ở 44 điểm thi trên địa bàn thành phố, với hơn 1.000 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ hơn 25.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Ở mỗi điểm thi, các đội hình áo xanh luôn túc trực, triển khai đa dạng các hoạt động như hỗ trợ, tư vấn, phát nước uống, trông giữ đồ, phối hợp với lực lượng chức năng, phân luồng giao thông trên tinh thần, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và phụ huynh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Cái hoạt động như này thì giúp bọn em có thêm nhiều năng lượng hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm của tuổi trẻ, cũng như là giúp cho các bạn thi có thêm được động lực và được tiếp sức, tự tin và tỏa sáng hơn trong mùa thi lần này ạ. Chương trình tiếp sức mùa thi là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, sống hết mình, sống có ý nghĩa, cống hiến, mang lại những giá trị cho cộng đồng và bản thân. Cùng với hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi, từ đầu năm đến nay, đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều đợt ra quân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong toàn thành phố đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, thể hiện sự nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Thank you.
Vào sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tại nhà dân ở xã Hồng Thái, huyện An Dương. Rất may không có thiệt hại về người. Vụ cháy xảy ra lúc 8 giờ 30 phút tại gia đình ông Nguyễn Văn Đương ở thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được thông tin cháy đã huy động 4 xe chữa cháy của công an quận Kiến An và huyện An Dương đến dập lửa. Đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua thống kê sơ bộ, cháy tại lán để đồ của gia đình diện tích khoảng 8m², không có thiệt hại về người. Thiệt hại trị giá hơn 10 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do chập điện tủ lạnh. Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại khu vực phía tây bắc đảo Bạch Long Vĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra tàu QN3756TS, phát hiện trên tàu có nhiều túi ni lông chứa các vật nghi là vật liệu nổ. Sau quá trình thu giữ khám xét điều tra, chiều nay, Tòa án Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quy định đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tuyên, sinh năm 1971, là thuyền trưởng của tàu. Tại bản kết luận giám định số 116 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận, 42 quả hình trụ bọc bằng túi ni lông màu trắng, quấn cước trắng và các hạt nhỏ màu trắng đựng trong túi ni lông màu xanh là vật liệu nổ, tổng khối lượng 14,33 kg. 6 thỏi hình trụ màu đỏ cam là thuốc nổ công nghiệp nhũ tương, tổng khối lượng là 1,23 kg. Đoạn dây màu đen là dây cháy chậm, tổng độ dài 5 mét. Các vật hình trụ tròn vỏ bằng kim loại màu trắng là kíp nổ đốt, tổng số lượng là 19 kíp. 19 đoạn dây gắn trên 19 kíp nổ là loại dây cháy chậm, tổng chiều dài 0,76 mét. Thực hiện kế hoạch của ngành kiểm sát nhân dân và nghị quyết của huyện ủy Bạch Long Vĩ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện Kiểm sát huyện Bạch Long Vĩ đã phối hợp với Tòa án huyện Bạch Long Vĩ đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án thuốc nổ, vật liệu nổ và ma túy nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 2 vụ án này chúng tôi đã sử dụng số hóa điện tử, công bố chứng cứ bằng hình ảnh để tuyên truyền cho bà con ngư dân trên huyện đảo làm tốt công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ. Với những hành vi phạm tội của mình, trong phiên xử chiều nay, Tòa án Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Tuyên 4 năm 6 tháng tù giam tính từ ngày 11 tháng 12 năm 2023. Các tang vật của vụ án bị tịch thu và được xử lý theo quy định của pháp luật. Biển và đại dương là nguồn sống, không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững. Hiện nay, trước tình trạng biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, trong đó đặc biệt là vấn đề ô nhiễm, thì công tác tăng cường bảo vệ, gìn giữ môi trường đóng vai trò quan trọng. Gom nhặt rác thải vứt bừa bãi dọc đường bờ biển để đưa đi xử lý đúng nơi quy định vốn là những công việc thường xuyên của các lực lượng tình nguyện trên địa bàn quận Đồ Sơn. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch làm sạch biển được ngành chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương phát động nhân dịp hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới. Theo cảnh báo từ Liên Hợp Quốc thì có tới 90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rạn san hô bị phá hủy. Và ô nhiễm rác thải nhựa thì đã chạm tới nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đã lấy đi của đại dương những gì nhiều hơn có thể bổ sung. Do đó, bảo vệ môi trường cần phải được thực hiện từ những hành động nhỏ nhất. Chúng tôi đã nghiêm cấm các cái tàu bè là không được đậu đỗ trong cái khu vực các bãi tắm và neo đậu vào trong cảng cá Ngọc Hải để tránh cái trường hợp là gây ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là đối với các cái khu vực có bãi tắm và có liên quan đến các cái hoạt động du lịch trên biển thì chúng tôi phải kiểm tra và giám sát. Đối với các hộ kinh doanh trong khu du lịch thì chúng tôi đã thông báo và yêu cầu hộ là cam kết là phải đảm bảo vệ sinh cho chính bản thân nhà hàng của mình và bảo đảm vệ sinh chung cho toàn bộ khu du lịch. Và những trường hợp mà vi phạm thì chúng tôi đều phải xử lý theo quy định. Hải Phòng có khoảng 125 km bờ biển, diện tích vùng biển là hơn 4.000 km², có 8 trên 15 quận huyện tiếp giáp với biển là lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Xác định môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong các yếu tố thu hút khách du lịch. Thời gian qua, các lực lượng chức năng thành phố đã đồng loạt ra quân làm sạch bãi biển, cải thiện môi trường, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Rất cần những sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức xã hội, các cấp để làm sao nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong quá trình hoặc các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là sinh hoạt hàng ngày, làm sao để là phân loại rác thải tại nguồn. Mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng sẽ là trọng điểm kinh tế biển của cả nước.
Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu trên, cũng như để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố, song song với việc quy hoạch, khai thác và sử dụng không gian biển, công tác bảo vệ môi trường biển, bảo vệ sự đa dạng sinh học cũng là yếu tố cần phải được chú trọng triển khai và thực hiện. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.